có một cây cán và carbon nha anh em. Cây này carbon nha. Thì thông số trên đây nó ghi là 7m2 ha. Nhưng mà thực chất đo thật của size này á thì có 6m6, 6m7 thôi nha anh em, tầm 6m7 thôi nha. Cái carbon ha. Đây, lóng của nó rất là tương đối đẹp ha, tầm 85 đến 90% luôn á. Không có chống nổ mấy cái này nha. Đó. Chỉ có vậy thôi đó. Ừ. Rất đẹp ha. Carbon ha. 6m6 nha, chiều dài cái mấy cây 6m6 này rất là hiếm nha. Nó đề 7m7 mà tính luôn lòng vợt á, 7m2 mà tính luôn lòng vợt chứ thực chất là 6m6 thôi. Rồi cây này á, thông số của nó là 870g nha anh em. Phi gốc của nó là phi 32 ha. Phi đọt là phi, cái này phi đọt. Phi đọt ở đây. Phi đọt tầm 15 nha. Rồi. Ren cái này chắc 12 á. Mấy cái này đa số ren 12 hết. Cái này 12 nha anh em. Bị hư rồi. Rồi, ren cái này 12 nha anh em. Đó, 12 ha. Rồi. Cái này 800k cộng ship nha anh em. Đây, chốt ơn carbon nha.